anh à. Ủa có ghẹ hả? Ồ. Rồi đúng rồi, ồ ghẹ em để trong này à. Cái này mình chứa nước này. Học đây em để mình rộng cái nó sống anh ạ. Hồi ngày qua là em hỏi rất nhiều người rồi. Mấy anh trong này nói là cá mình nuôi ở trong cái đầm này là ngon nhất vậy à. Đúng là ngon nhất anh ạ. Là ngon nhất Việt Nam đúng không? Nó nhờ nước dễ hai, nhờ hai loại nước nó trộn nhau á. Ồ. Đó, đây. Ồ, em đứng sáng rồi to, nó bong phun lên rồi. Giờ đó. Giờ đó cá luôn nè. Cá nhiều lắm. Đó. Cái giò là ngon lắm hả? Cái này ngon nè. Cá kho ngon á. Là hồi nãy mình vừa mới đi bắt về đúng không? Đúng rồi, cá mới bắt về. Mới giăng lưới về đó. Lửa kho nữa nó lấy giang. Cá đi giăng lưới về nè. Cá tươi luôn. Tươi luôn á. Mới bắt cái biển lên. Cho mấy nữa giùm cho ba con thôi, bỏ mấy con ra. Con nào thấy con nào không ngon bỏ ra. Ủa mày sao sang lòng anh? Sang que cho nó sạch. Ồ, cái lòng dơ quá hả, bây giờ phải sang. Sang que cho sạch. Đầm Gia Phu nằm ở hướng Bắc Nha Trang, rộng 500 km², nằm giữa vịnh Vân Phong và vịnh Nha Trang, nơi có các con sông và suối đổ vào trong đầm, họ trộn với nước biển, thường được người dân hay thường gọi là nước trà hai. Được người dân nơi đây rất tự hào là nơi có hải sản ngon nhất Việt Nam. Hello, xin chào cô chú anh chị. Đây là ngày thứ 3 em ở đầm Nha Phu. Hôm nay là có thể là em đi review tôm hùm nè. Em bắt tối qua hả? Phát thì video em quay hồi ngày hôm qua. Em quay Phát chở em ra chòi. Ra chòi ở biển. Đêm hôm nè anh à. Ồ đêm hôm là em từ em rước vợ em từ Nha Trang vô đây. À xong em đi lưới. Đi lưới đến sáng này mới về hả? Ghẹ nè anh à. Ồ có ghẹ hả? Ồ. Rồi đúng rồi, ồ ghẹ em để trong này à. Cái này mình chứa nước này. Học đây em để mình rộng ghẹ có sống anh ạ. Ờ rộng ghẹ bắt sống nên giữ đúng không? Để mình giữ sống. Có ghé nữa nè. Cái gì bông. Thì tôm sú. Ồ tôm sú bự quá. Được 70-80 ngàn. Vậy hả? 60-70 ngàn con này hả? Vậy đây thường 70-80. Vậy to. Em trai bắt đầu đi lên bán cho này nè. 21 chị. Còn cái gì nữa kìa. 21 thôi là em 200 nè. Bây giờ mình lên đây là mình bán cho chị này đúng không? Đó, chủ vựa. Là chủ vựa đó. Đây là mã tính 50. Cá rất là ngon luôn á hả? 50. Thì cái vựa của chị này là mua được giá nhất ở đây. Thì các ngư dân họ đi biển về họ đều bán cho chị. Sau đó chị sẽ gom lại, chị bán cho các nhà ở trong Nha Trang. Chị cũng có bán lẻ cho khách du lịch ở đây muốn ăn. Cái tôm sú kia hả? Số là tôm té cành mốt nữa. À 24 lọ 150. Cá cháu thà là chị mua 150. Tôm sú là 70 ngàn hả? Ở đầm Nha Phu không có nhà hàng. Thì nếu một người muốn ăn đồ hải sản thì mình mua xong mình nhờ người dân ở đây họ nấu cho mình ăn. Còn không thì ra ngoài bè vượt qua biển á, ở đó thôi họ có dịch vụ nấu cho mình ăn. Video này là video thứ hai em quay lại đầm Nha Phu. Và cũng như là review đồ hải sản ở đây. Thì nếu mà đi một ngày á, thì không thể nào mà review hết được. Thành ra em phải trở lại đây là lần này lần thứ hai. Thì mong mọi người nhớ coi video, nhớ like, đăng ký kênh của em để theo dõi những video kế tiếp của em ở Việt Nam. Địa phương thì mình cũng mong các nơi tới đây để mà biết được cái cuộc sống ở đây như thế nào. Rồi cái thưởng thức cái con hải sản ở đây. À. Ngon hay nó dở gì thôi. Đúng, nhưng mà thì chú nói là hải sản này là ngon nhất, đúng không? Ngon nhất nước Việt Nam luôn. Coi như ngon nhất mà phải chính gốc ở đây à. Có đôi lúc mà mình nói ngon nhất vô Nha Trang người ta nói hải sản ở đây mà người ta kéo con khác rồi sao? Vừa đập lẹ, nhỏ xíu. À, vừa nhỏ à? À, vừa tí xíu à? Đập lẹ thì có chó. Mà anh chồng ở đâu? Cái vừa này nè. Đây. Ủa chồng ở đây luôn hả? Ở đâu? Ủa anh chồng sao vườn đấy à? Ủa hay vậy? Đây nè. Đưa em coi. Vừa này tí xíu. Cho em quay một cái. Ờ quay phim đó. Dạ. Cái quầy đó. Ôi dừa. Ờ cái dừa này của nhà anh đó hả? Dạ dạ, lên đây. Ờ chùm xíu xíu vậy. Ồ vậy mà trắng mà. Ờ. Hay ta. Ồ đẹp quá. Ờ cái dừa nè. Nè. Dừa tí xíu à, đẹp đấy chứ hả? Ờ. Mày cái giá dừa. Ờ hay ha. Vậy mà có nước uống luôn mới hay chứ. Ờ cây dừa này hay á hả? Tí xíu à. Nhỏ xíu mà chặt ra. Ừ. Nẹo ra cái trái luôn nè. Sau đó gia đình em đi lên thuyền, chuẩn bị đi ra ngoài bè để trải nghiệm đi giăng lưới bắt cá, rồi mua tôm hùm để ăn, cũng như đi tìm hiểu về các loại tôm hùm.
của người dân ở đầm Nha Phu. Bè ăn được cái muối tôm hùm. Đúng rồi. Đây, phải đổi tiền bự mới chạy qua kia. Biển thật ra êm lắm, bây giờ hết gió rồi. Anh bắt vẹm sao vậy? Bắt vẹm á. Ồ, anh bắt vẹm á hả? Ủa anh này thấy trong bờ bữa mà đúng không? Đúng rồi. Ồ, vẹm đấy hả? Đúng rồi. Vẹm á. Có lỗi lớn không? Dạ. Tôm hay không mày? Ủa biển con không hả? Nhỏ sao nhỏ vậy anh? Bây giờ mình nuôi sao? Mình ấy mày giờ nó không có cho mình làm nữa. Ủa mà sao vẹn nhỏ quá làm sao ăn ta? Giờ chỗ người ta đuổi á. Mình phải nhổ về bán hả? Bán cho tôm có 7.000 được 1 kg à. Cho tôm hùm ăn đúng không? Cho tôm hùm thôi chứ. Ừ, em tưởng vẹn bự thì em mua ủng hộ anh. Vẹn nhỏ quá. Đây luộc cá ruột đâu mà biết. Trời lựa đâu lựa. Không lựa gì nhỏ lắm. Thôi để ra ấy đi. Ơi cái gì tới ảnh thật thà quá ha. Thì dân biển ăn. Dân biển là thề đúng rồi. Hồi nãy có cái bè trong kia cũng nói nó là mà có muốn thì ông dẫn là bè của ổng nhưng mà nói là có quen anh này rồi. Một cái ghe này của anh cũng bự là ngon chứ cũng là nhiều tiền lắm á, đâu có dễ đâu. Quỷ này bao nhiêu cơ mà. Rồi. Đổi tiền lớn đi tí. Chuẩn bị đi bắt cá và ăn. Em thích đi review thực tế à. Thì nếu mà các cô chú chị ở nước ngoài về muốn trải nghiệm gì á thì chỉ có ra đầm Nha Phu thôi là mới có cái dịch vụ này. Đây. Anh Thạch đây. Hồi sáng giờ kêu anh chú nhưng mà anh lớn em có mấy tuổi thôi, bây giờ em kêu ảnh bằng anh luôn để cho nó dễ. Mà bỏ cá vô. Ủa nãy giờ thẻ sáng giờ rồi hả? Mở ra. Ồ để lên tôi xuống tôi quậy cho kéo. Ồ cái gì không à. Ồ phải quậy sao cậu? Mình bỏ cá nhiều nè, đúng rồi. Cá nhiều lắm. Đi xét đồ không anh? Ủa ở đây nó không có cá đấu không? Có, cá đó nó quýnh nổi, chậm tới quen 10 đúng cá đó chưa? Nước ớt luôn. Cái đó nước chàng. Ủa, là bên nhà của anh 10 hả? Ờ, bên 10 quýnh cá nổi. Ồ, cá nổi hả? Ồ, cái nước khác hả? Ờ, nước chàng. Ồ, cái này người ta nuôi hèo không anh? Ở nuôi vẹn hả? Con vẹn là nuôi ở đây nè. Ủa mà sao nhiều người ta chống cây mà cái này nuôi bè? Dở giờ lên. Đây chủ yếu là đi la chi. Giờ đó. Giờ đứa đồ. Đồng cá luôn nè, cá nhiều lắm. Đó. Cái giò là ngon lắm mà. Giò ngon quá vậy. Cá nhiều lắm. Rồi vậy vô. Rồi đi vô bờ rồi xong mình à. Đi vô trại kéo lưới rồi nó bắt đầu gỡ cá đi. Mấy cái bè này là nuôi tôm hùm nè. Cái bè nào là nuôi tôm hùm đâu? Cái này hả? Ở đây bè nào có đó. Nó trắng gì anh? Ủa bè cái này của anh hả? Ồ, cái này là của anh. Ủa của anh đó hả? Cá gì vậy? Cái bè à. Cái bè vô trong cái đi vô trong trước đã để bỏ đồ đây nè em ơi. Rồi đi. Ờ đi keep going. Nhảy qua xe bè. Bước qua cái chừng té á. Nhảy qua cho xe ba xe phải không? Trời ơi cá gì nó bơi vòng vòng vậy? Ủa sao cái nước này nó vòng vòng ta? Cá nó bơi á, nó bơi thành cái trứng nước á, cái chim á. Ủa cái chim á? Cái bè. Tới nhà của anh đây. Đây là bè. Còn ngày qua là chòi. Ồ, làng chài, Đông Tây Group, du lịch, lữ hành, du thuyền. Làng chài, đi đường hải sản tươi sống à. Để đánh giác lưỡng mạng anh em ơi. 077-419-3939 là số điện thoại của ảnh. Rồi, mọi người muốn ra đầm Nha Phu thưởng thức hải sản thì tới đây. Ông chờ cả ông tới kia này. Còn ông nhanh vậy hả? Ông đi nhanh mà. Chớ lời con kéo bà hồn này ha. Dạ, cái gì ạ? Giờ kéo tôm hùm lên. Đang kéo tôm hùm lên. Đó đế. Ủa như tôm hùm là tôm hùm loại nào ngon? Tôm bông là ngon nhất. Ở tôm bông ngon nhất. Bông bữa chụp hình gửi qua cho ông về. Vẹm nè. Vậy bộ nuôi vẹm đó hả? Này cái con đây nè. Vỏ hả? Cái con này ngon lắm nè.
hồng. À, nuôi hồng ở đây luôn hả? Hồng. Đó bông này nó ló lên hai cái con đó. Ủa mẹ có ba cái liệt méo thôi không? Có cái chim nữa nè. Cái liệt méo nè. Đây, tham quan khu bên trong này nè. Đây, ngủ lại nữa. À, cái chỗ ngủ lại nè, cái giường nè. Cái bếp, cái giường. Cái giường nè. Cái bếp nè. Cái này thì không phải giống như hồ cá chứng nghiên. Hồ cá chứng nghiên người ta là kinh doanh, người ta có ba bàn ghế người ta buôn bán. Còn cái này á là ảnh nuôi. Ảnh nuôi rồi ai muốn ăn thì anh dẫn ra rồi anh bán cho ăn thôi. Chứ không có bàn ghế gì ở ngoài này để ngồi đó. Không phải giống như trong hồ cá chứng nghiên. Có cái lo kẹo cớ luôn. Cái hai bình điện giống như nhà của mình vậy. Bây giờ mình cho cá ăn anh. Dạ. Ủa mình có nước ngọt ở đây không anh? Có nước ngọt sắp canh canh ở ngoài đó. Cá chim. Đứng xa mình quay mới được. Đứng gần là sẽ sợ. Đó lên ăn này. Ủa xuống lại không? Thấy sợ là xuống lại. Ủa này là anh cho tôm hùm ăn hả anh? Cắt cho cái bì dấu anh. Ờ cái bì dấu à. Đó, tàu du lịch kìa. Long Phú mới chở khách qua suối Hoa Lan. Là mình hết nước là mình có lên suối Hoa Lan là mình lấy nước mà anh. Hết nước đi vô bờ lấy. Ủa nó gần lấy. Hơn là vợ? Nó gần hơn anh. Lấy ông làng mà. Ủa lấy ông làng chứ không lấy trên suối à? Không. Tại từ đây đi ra suối gần mà. Không, đi suối cũng của du lịch rồi. Ủa người ta không cho à? Anh này cùng bè với anh hả? Câu á. Đi câu dịch vụ hả? Là sao anh không hiểu? Chở đi ăn uống rồi lo ăn buổi trưa. Ồ là ảnh hả? À, chiều giờ 100 ngàn. 100 ngàn thôi là lo luôn, hết luôn. Lo ăn uống luôn, có 100 ngàn lo, để vậy? À, tiền qua đó. Lại, tiền ăn uống luôn à, là 100 ngàn. 100 ngàn ăn trưa bình thường. Nói chung có gì ăn đó. Để mà ăn mắm được rồi. Ồ 100 ngàn rẻ bộ. Là ra đây rồi, ảnh đưa cái cần câu để cho ngồi câu. Không, được câu hết. Là tự tay lo chứ. Đến giờ ảnh cho cá ăn này. Một ngày cho ăn mấy lần anh thôi? Lần hả? Lần hả? Wow. Cái này cái gì vậy anh? Wow. Chim nè. Đây rồi. Ồ, đã không? Ngày cho một lần. Mình cắt mấy cái con cho ăn hả? Ủa. Sống của người ngư dân ở Nha Trang. Nếu mà con nào mạnh thì nó no, mà con nào mà yếu yếu là chen lại anh này. Ồ vậy hả? Ủa sao cái này nè? Mú. Ồ nó không có lên nè, nó sợ hả? Cái mú mà nó không lên ta. Còn cái này là cái chim á hả? Cái bè nó dạng hơn nó bay à. Ồ nó đi vòng vòng dưới nước rồi. Thường thường là nó chạy nổi. Nó chạy vòng vòng cậu ha nè. À, cái này con nó mú lúc nào nó cũng nằm đắp hết đó. Đó, đó nhảy à. Nhảy thật xa luôn. Đây nè. Đó. Thì nếu ai có đi ra đầm Nha Phu á, muốn ra nhà bè này của ảnh á thì cứ thuyền á vòng ra vòng vô á là không biết đi bao nhiêu người là cứ 100 ngàn à. 100 ngàn là vòng ra vòng vô luôn. Cứ nghĩa là vòng ra 50 ngàn, vòng vô cũng 50 ngàn, phải không anh? Đúng rồi. Còn muốn ăn cái gì thì ra đây thì chị thì cứ bắt lên rồi cân ký bán rồi ảnh nói giá rồi. Cái của nông dân à? Đúng rồi, đúng giá của nông dân. Tại chỗ này cũng đâu có là mình du lịch gì nhiều đâu, phải không anh ha? Chủ yếu là nuôi phải không? Chỗ này thì đi dễ hơn là cái trò ngày hôm qua. Ngày hôm qua là không dám đi luôn. Cây nhiều quá. Này là cái bè. Để nuôi tôm hùm, nuôi cá. Ồ mình có nuôi cá bớp mà. Không, cá bớp năm nay em không. Ồ cá bớp không nuôi à? Ồ mà ngày hôm qua em ăn cao một con cá bớp ở trò của anh Mười á, trò nó bự. Đúng ăn rẻ luôn á. Anh Mười trong đó. Dạ, anh Mười có cái nhà trò á anh. Đúng rồi, biết rồi. Biết anh Mười đó rồi. Đó. Hôm nay hình như ảnh cũng xuất cá anh bán nè. Còn anh tên gì? Trí. Anh Trí. Ok, Trí. Nãy giờ chưa biết tên anh Trí. Rồi thì mọi người cứ liên hệ với em, rồi em sẽ đưa số phone của anh Chí cho mọi người.
cứ vòng ra là 50, vòng vô là 50 mà xa lắm á. Từ bờ đi ra qua đây xa lắm á, mà đi bằng cái thuyền này nè, cái ghe chứ. Đó, đi bằng cái ghe đó. Anh chở ra bè của anh. Còn nấu thì tự nấu đúng không? Nấu tự nấu. Chứ anh không biết nấu. Cũng là ai thích món gì nấu món nấy cho vừa miệng đó mà. À, chứ ảnh là ảnh không phải giống như là bè ở trong hồ cá Chí Nghiên đâu, đúng không rồi, anh? Đúng rồi. Ở trong Chí Nghiên thì người ta nấu cho mình luôn. Nói chung Chí Nghiên là giống như nhà hàng phải không anh? Đó là gọi là nhà hàng rồi. Hồi ngày qua là em hỏi rất nhiều người rồi. Cá mình nuôi ở trong cái đầm này là ngon nhất vậy à? Đúng rồi, ngon nhất anh ạ. Là ngon nhất Việt Nam đúng không? Nó nhờ nước dạ hai. Nhờ nước dạ hai. Nhờ hai loại nước nó trộn nhau á. Em đứng sáng rồi, to nó bông phun lên rồi. Hai nguồn nước nó lợ. Là nước ngọt dưới nước mặn trộn vô phải không anh? Nó ăn ngon hơn. Ủa còn cái cá bên này là cái gì anh? Cái tai bồ. Ồ. Cá. Gọi là tai tượng. Ồ, cá tai tượng chiên chiên xù đúng không? Đó. Ồ là đấy hả? Đó. Ồ. Cái đó là cho ăn đó. Chị hỏi á. Ủa mà tai tượng chiên xù sao ở miền Tây người ta ở sao ở nước ngọt mà đây ở nước biển ta? Nó cái nước ngọt khác, cái nước mặn khác. Ồ, hai loại khác nhau. Là hai loại cá nhưng mà cá tai tượng biển dưới ngọt cái nào ngon hơn? Cá biển ngon hơn, cái lúc nào cá gì cũng cái biển ngon hơn. Ồ mà sao cá biển ngon hơn nước ngọt? Là nó nằm nó đi khơi nó ăn đồ nhiều. Ăn thứ thiên nhiên nhiều. Còn mình cái nuôi là mình cũng cho ăn cái đồ ngon không, nhưng mà không bằng hả? Nó không bằng cái loại thiên nhiên của ngoài. Nó giúp... là trong lòng là lúc nào nó cái thiên nhiên ở ngoài là lúc nào cá màu nó cũng đẹp hơn. Ồ mà tôm hùm nuôi ở đầm Nha Phu là cũng ngon, là ngon nhất nước Việt Nam rồi, không rồi, ngon nhất nước Việt Nam luôn ngon hả? Ngon nhất nhưng mà khó nuôi luôn. Ồ mà sao khó nuôi à? Nước nó bị ô nhiễm, nó bị sao đó. Ồ vậy hả? Mình cũng không hiểu cái đó nữa. Ồ, anh nuôi, anh là cũng kinh nghiệm nuôi tôm hùm rồi. Nó tới tầm nước ngọt á, tới mùa đông á, là nước ngọt nó xuống nó thành dễ hai, nước ngọt nó nhiều. Ồ, là bị sự cố. Là tôm hùm sẽ không? Cố. Ồ, sự cố à? Là không ngon à? Nó bị heo hụt cho mình nhiều. Ồ, heo hụt là có nghĩa là nó không có khỏe mạnh hay sao? Dạ, nó chết á. Ồ, vậy hả? Ồ. Nó chết mình mưa mất giống mất rồi. Là nó cứ có nước ngọt là nó sẽ không sống được. Dạ. Là nó mới sống nước mặn phải không anh? Nó là dùng sống nước mặn. Ồ. Nhưng mà mình nuôi nước nó lợ vừa vừa được cho nó ngọt quá thì con tôm hùm nó bị lỏng đầu. Lỏng đầu là nó chết. Ồ. Rồi nó bị sanh bệnh này bệnh kia tùm lum. Vậy à? Tôm hùm cũng bệnh tùm lum á hả? Bệnh tùm lum, nó sanh bệnh là nó sanh bệnh là theo cái của nó thôi, chứ còn thiệt ra mình ăn nó không có bị gì hết. Vậy anh? Dạ. Lý do là nước nó mình nguồn nước của mình nó không ấy, còn như người ta nuôi là thường thường nó xuống dưới khơi à, đó mùa là người ta dắt xuống khơi á, ta nuôi. Còn này cái gì vậy? Cái gì mà cắt? Cái này là cái của dễ cào đi vô cho ăn nè. Ồ, cứ dễ cào vô đây là anh là bán cho anh mua lại của nậu. Anh mua lại là của anh hồi của nãy mấy đúng không? Mấy bên nậu á à. Là anh hồi nãy là anh đi dễ cào đó. À, của mấy bên nậu. Anh mua lại anh cho cá anh. Nè. Mà thường thường mình mua này là bao nhiêu anh? Cái đây hả? Ờ. Cái đây mua lại mười mấy ngàn ký à. Tôi có mong anh tính nhiều. Bảy ký vậy chị ạ. Chú nghĩ hả? À, tầm bé đây nhỏ quá. Tầm bé nhỏ. Tầm bé đó ăn ngon rồi, nhỏ nhỏ, cốm không à. Ở đây là tầm cốm mà. Cho mấy người giùm cho bé con thôi, bỏ mấy con ra. Bỏ con nào? Con nào thấy con nào không ngon bỏ ra. Chủ nhà hàng. Ăn tầm hôm rồi đấy. Nó chạy khỏi sắp thay nữa. Có rượu ở đâu sẵn chưa kìa? Có luôn, rồi ký. Rồi, hay quá, đúng ký. Ký à? Rồi. Giờ đi lên cái xuồng nhỏ này đi. Cặp xé vô đi qua cái tiệm tạp hóa. Chú ngồi lên đây nè, cho anh ngồi chú ơi. Cho anh quay gì quay. Rồi, đi tạp hóa, mua đồ, mua nước về uống. Đây đúng là review thực tế luôn á, cuộc sống ngư dân người Việt nè. Đó thuyền lớn mà, cái thuyền mà ở suối Ho Lan nè, dưới đảo Phỉ á, đi ngang qua này nè là sóng mạnh lắm nè. Sóng liên tục nó mạnh lắm. Thank you.
Đang tôm. Cảo tôm à? Đang cảo tôm vô quay tôm luôn. Ồ. Đang cảo tôm hùm á hả? Dạ, cái gì là mua ở 50 kg. Là cá mà. Cá. Ủa cá. Cá ghẻ không à? Cá không à? Cái bè. Ờ cái bè ông đang cảo ông bán á hả? Ờ ông đang cảo. Sang lòng á. Ờ đang ồ sang lòng qua. Ủa mày sao sang lòng anh? Sang ve cho sạch. Là cỡ bao lâu là mình mới sang lòng? Hả? 10 ngày anh này. Ồ, 10 ngày là phải sang lòng đúng không? Chúng tôi nó dơ quá là không được đúng không? 10 ngày phải sang. Là mình đeo mấy cái bao tay á là khỏi bị hào cắt đúng không? Đó, cá. Ý có bán nước mấy đồ gì không anh? Lấy giờ ông thùng bia Tiger bạc rồi. À có nghe cậu. Đây là tập khó hả? Dạ tại dẫn là con của đúng rồi quay chưa xong dạ dạ quay đúng hai ngày tại vì mai mốt đi vô Sài Gòn rồi phim này già tập dạ cái đúng, gì hai tập dạ. Nhớ coi nha rồi. Nhớ coi tại vì biết ngỡ kê sơ cuộc sống Mỹ kê sơ cuộc sống Mỹ lấy đúng rồi nói anh lấy luôn nước suối lạnh có không không đâu anh ồ không có suối không gì mình bãi đen nước suối không hả có nước suối không nước suối có cục kê không à ồ cục kê nó ngọt hơn nó ngọt ngán lắm chắc cục kê bởi đó ồ mình không à, nước anh nó khó bệnh á. Đây là cái tạp phó ở đầm Nha Phu giữa biển, kia là núi, cái kia là đảo gì anh ha? Đảo kia sau lưng mình à? Ồ cái tạp phó gì mà đã vậy? Trời ăn nhậu đây không được nữa hả? Cũng có khách đồ tấu. Con này là gì dầu hả? Dầu đó tử nó đi làm. Dầu để chữ. Nhưng mà bè này anh nuôi gì? Bè này nuôi cái bốp. Cái bớp hả? Cái mú, cái chim. Cái tôm hùm nhiều không? Tôm hùm có đầy đủ luôn. Mà nhiều không? Nhiều lắm hả? Ồ, hồi nãy bên kia em quay bè cái bè anh Chí tôm hùm cái bài. Cái bài mấy con hả? À? Em muốn quay mà cái bè nó bự ở. Bán hết rồi. Ở vậy hả? Ồ. Đây là bị em nằm dưới còn bị ông anh nằm đây. Ồ. Ủa mà cái tạp phó gì mà không thấy đồ chứ tạp phó đâu? Đây. Đồ đâu? Đây. Đồ tạp phó. Ồ chuẩn bị cơm hả anh? Ăn cơm đạm bạc ha. Ồ thật ra ở đây anh bán bia là nhiều. Tại ông anh nhà bán nhà tạp phó mà anh thường ghé quán mua á. Ồ vậy hả? Ồ. Bà vợ của anh. Ồ bà vợ bây giờ ông đem ra đây ông bán. Ừ, đem đây bán. Ồ. Kênh nằm trong đây. Kênh thì nằm trong. Trong thùng đây là kênh đấy hả? Đây nước ngọt, nước yến. Ồ đây, thùng kênh này nằm trong này. Ờ đây có nước suối chứ. Không phải. Không, cái xì không mà anh ơi. Xì không à. Cái này em nghĩ là anh phải mua nước suối tại thường ta đi ra đây nóng tính không biết cho em nhiêu này em gửi tiền. Dạ cho em gửi tiền đây rồi tháo lại ảnh luôn rồi dạ, đây dạ. Em thấy tất cả người mà đi biển ở đây đều có cái hũ này nè tại vì lớp xuống đúng rồi đó cái hũ đặc biệt đó có quay sâu hè đồ không sâu hè đi luôn đó là em quay thực tế luôn ổn chó ai không đi theo em đi anh đi anh giới thiệu giùm em chứ đây cái giường mình ngủ đây anh giường ngủ ồ trong đó ngày xưa người ta có xây nhà sao kìa có xây xi măng trong đó kìa đó cậu nhìn thẳng vô kìa xi măng đó đúng không cái nền luôn á như cái nền á người ta xây nhà trong đó người ta ở sao á có đâu đó là tập thở chung ở bì á ồ bóp người bao xi măng hai bao xi măng vô tập trung với đó lỡ bẻo lục trú bẻo đó mẹ quay cái đây muốn đọc nè cái nào đọc anh đây là cho tôm hùm ăn là độc quyền này à, vậy hả ồ tôm hùm ăn ồ tôm hùm ăn kén chọn gì vậy nó ăn kén lắm vậy hả ăn cua với mấy cua ghẹ không à vậy đó vậy tính ra nó là còn kén hơn người luôn hả là vừa mới dăng về đúng không? Không, dăng về. Cái là cái gì? Cái mớm. Cái mớm là làm gì? Cái mớm là nấu. Nấu mặn, nấu ngọt gì cũng được. Nấu mặn cũng hả? Được. Nãy giờ gỡ đây được nhiêu đây hả anh Thạch? Nhưng em hỏi nó còn cái gì vậy chứ? Tính ra cũng vô mảnh đúng không? Đâu cái này là... cũng đóng nhiều ăn nhiều chứ. Nhưng mà tính ra là nhiều hay ít so với mọi ngày? Ít đúng không? Chứ cũng không nhiều mấy đúng không? Cứ nhiều thôi lấy sao? Nhiều đây sao sống nổi? Quýnh cái này đi buôn bán mà đi quýnh kinh tế mà quýnh kiểu này thì phải nhiều giá. Vậy hả? Phải nhiều giá đúng không? Chứ còn một giá là không được rồi. Một giá là không được, phải nhiều. Thời gian phải lâu. Về công ngồi nội cái công gỡ lưới không nãy giờ cũng gần cái tiếng hồ. Đâu mình lấy cái gì chứ nãy giờ mà ở dưới biển là mình gỡ xong rồi. Thôi, dưới biển gỡ dễ hơn hả? Dễ hơn. Sao vậy? Tại vì cứ kéo lên dở liền hả? À, kéo lên con nào thì mình gỡ con nấy. Rồi bắt đầu mình quýnh tiếp. Ờ, quýnh tiếp. Chứ không phải là mà cái đây mình kéo lên mình rỉ rồi mình vô mét mình gỡ cho nó rỉ. Ờ. Còn mình đánh kinh tế cho mình ở biển mình làm luôn. Giờ đó còn đấy. Mới đi mà giờ bắt về cho tôm hùm ăn nè, cho cá ăn nè. Vì biển khổ hả? Bây giờ mấy người ta trẻ nó đâu có làm biển đâu. Vậy hả? Vô Nha Trang nó làm hết đó. Đi vô Nha Trang hết hả? Rồi con máy này bên Mỹ rồi, ngày mai con. Đây tụi ta, ướp đá ở đây.
ướp đá chứ không phải là tủ, tưởng là tủ lạnh chạy nhưng không, bỏ đá vô xong rồi giữ cái tủ này để giữ nhiệt lại để nó không có bị tan á. Giờ chuẩn bị nấu gì vậy Vy? Là cá của anh Thạch mới bắt nãy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mới thả lưới nãy đó, bây giờ là lên làm ăn luôn. Cứ ra gõ cọc 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 là vô coi là có ăn hả? Cho ban đêm á, ban đêm muốn nó mới ngon. Ủa vậy nó nhiều hơn anh? Đêm nhiều hơn. Ủa mà sao ban ngày nó không ăn à? Ban ngày nó đó. Ủa tánh sợ đúng không anh? Ban ngày nó nhát cá. Ra bè này câu sướng luôn rồi, cá biển tự nhiên luôn. Ủa, mà nó ăn bằng gì anh? Bảy bản ăn đủ thứ mồi. Được mà. Ủa vậy à? Cái đó là cái gì vậy? Cá ngừ. Ồ cá ngừ à? Ồ mình được xuống rồi. Vậy chứ cho nó có hai con cá ngừ. Con dễ ra ăn, còn con đã lại không? Làm luôn chứ. Bỏ hầu lên, trong lấy vô lấy tới đằng lên thật rồi hay lấy mấy nhảy không? Tôi chừng nó nhảy nha. Nó nhảy là nó cắt ta tay anh nó con này ghê lắm á. Bén lắm á, tùm hùm mà nó cắt là ghê lắm. Đó, sẵn trống biến mình nấu trước ở trong đồng lát nữa mình nấu. Đó, nó bò rồi. Đó. Đồ tươi luôn á. À, đồ tươi mà, tôm hùm tươi mà. Đúng chuẩn. Đúng chuẩn luôn. Sao vậy? Cái có đồ giặt pin nè. Có giữ lại một hồi hả? Giữ lại cho nó chết ra xong rồi. Chúng thôi là nó bung nồi đi luôn á. Đây là đầu bếp Vi. Ngày qua đầu bếp anh 10. Tao biết nó nè bắn. Ôi cái này ngon nè. Cá kho. Cá kho ngon á. Là hồi nãy mình vừa mới đi bắt về đúng không? Đúng rồi, cá mới bắt về. Mới giăng lưới về đó. Lửa kho nữa nó lấy giang. Cá đi giăng lưới về nè. Cá tươi luôn. Luôn á. Mới bắt cái biển lên. Chỉ có Nha Trang thôi. Giờ nấu cái canh lá giang. Ngon quá. Bây giờ phải để cho nó sôi từ từ đúng không? Đúng rồi, sôi từ từ cho nó thấm cá đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cá tươi thì không có tanh rồi. Đây nè, lá giang nè. Cái giò hả? À. Cái giò thì nó mới chua hả? À đúng rồi, cái giò nét. Hôm nay đã ăn thử đồ ăn của Vy nấu thử coi, chưa bây giờ ăn. Rồi nãy giờ làm ké đồ mà rửa rau của đồ. Đồ ăn diễn đồ Việt á. Chờ nước vô. Rồi. Rồi tí nó sôi xong nêm vô rồi bỏ cá vô. Nếu bỏ mà cá có ế trắng với lại hành ngò ngủ là nêm vô thơm ngon. Vậy hả? Đúng mùi vị của nó luôn. Mà này là thiếu đúng không? Đúng rồi, thiếu dạ. Đồ nêm như hành đồ gì á. Cá ngon quá. Rồi bây giờ bỏ cá vô hả? Chưa, để nước sôi bùng luôn. Rồi xong rồi đây. Bây giờ lấy kéo cắt ra này. Đây tôm hùm hào. Múc ra diện mà hai bên cho vậy ta. Đồ này là nước mắm. Đơn giản anh em ngồi ăn thôi. Cái này cũng phải nhà hàng gì hết. Câu cá có không? Không có hả? Thằng hết á. Vậy hả? Thằng hết nhiều quá. Tao xé mà ảnh là tao gặp tôi thôi. Này, có thùng. Nói cho con kẻ này nè. Con lớn không mà, con cái nhỏ cho nó ăn. Quay chà. Kho đó mà. Quá ngon. Hồi nãy cái dĩa bự để đổ chị cái kho. Đổ mắm hai 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 chị cho dĩa ăn. Dĩa trắng hai bơ. Gấp lại tôi. Cho kho gấp lại hai cái tôi. Quá đẹp luôn. Đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi. Nếu dễ múc canh nha, không thấy dễ múc canh. Mới gì làm bữa cơm đơn giản của người dân ở trên nhà bè. Bình nước này giống như là bình nước không đáy sao ra? Này sáng giờ nước đâu mà nhiều quá vậy ta? Làm miếng không hết à? Nước thật xanh thiệt quá hả? Sáng giờ rửa chân rửa đồ tùm lum. Còn này nước ngon nè, lấy từ trong đất liền ra nè. Ba giờ về trở quán nước cạn. Nước cạn là cạn trong bờ. Trong bờ là mình về không được hả? Phải lộ bùng. Phải lộ bùng ó vậy hả? Vậy thôi chúng được bây giờ. Tranh thủ giờ sớm đi. Ôi chín chưa vậy? Dạ. Mà sao cái trứng nó mềm mềm vậy? Bây giờ mấy giờ anh? Giờ mới 11 giờ. Ờ ok. Ăn uống tí xíu nữa về. Cá tôm hùm luôn hả? Tôm hùm gặt không ạ? Ừ này. Bắt tại bè lên luôn. Ừ. Trời ơi gặt này. Đó, giới thiệu mặt hàng rê bì tôm hùm đầm Nha Phu ngon nhất nước Việt Nam. Cái này là hỏi em đi đâu là em cũng hỏi đó. Thì
anh nào cũng nói, chú nào cũng nói đó, mấy người mà đi làm làng chài đây nè đều nói hết là ngon nhất nước Việt Nam. Còn ớt chị hả? Ớt trong bị còn ít à? Đây xài ớt nhiều, hôm nay mình đưa nấu ăn cũng hết bị ớt á. Tiếp tục nè, tiếp tục tiếp tục. Gạch này là nó đều, ai cũng có cái gạch đó đấy. Ờ chính xác không? Rồi xong. Đó gạch thảm. Còn uống bia. Thôi làm bài với cơm đó. Không bia, không bia, các bạn. Tâm hồn mà gạch không à, đã lắm. Hả? À, tâm hồn không gạch không à. Ba ba cũng nhái. Đợi cho luôn. Em đế này, ba đế này. Dạ. Lấy đèn cái. Còn dễ lâu lâu ra biển. Đó, ăn canh chua là mướt ơi. Đây ly đây. Đây. Chưa. Ngon lắm hả? À? Canh chua mướt à? Cái gì chấm mướt á? Rồi ăn thử đi. Rồi. Ăn thử review coi. Rồi. Nè. Rồi ăn thử review chắc mẹ. Vậy hả? Đó chấm mướt này. Chứ con người kẹn ăn mà đi review. Kẹn ăn hả? Ủa kẹn ăn hả? Về đây đây. Tôm gạch không em? Dạ, gạch nhiều mà. Tôm gạch keo khốn gạch không à? Nhưng mà hôm qua là con là anh đi làm về đồ ăn nhưng mà con kén ăn đi đồ ăn. Kén ăn lắm hả? Dạ, không kén lắm. Rồi vậy à. Thôi cái tôi là ngon rồi luôn. Vậy là bây giờ coi mẹ vợ nấu có ngon không? Dạ có đây. Đó, đây là cái mới bắt lên này. Tươi luôn á. À tươi luôn. Cái gì cậu? À này cái giò. Cái kho cũng ngon mà. Thế là kho cũng ngon. Đúng rồi đấy. Ngon mà kia đây mà. Ông thầy cái hò là coi ổng là đúng hay luôn. Đúng, ông giảng hay. Coi ổng. Ông kia ông bảo đâu phải là tu là ép buộc bẻ tay đâu. Đúng rồi. Đâu phải tu bẻ tay. Thì mình sống gì cũng bằng cái tâm chứ mình không ăn. Bây giờ tôi hỏi tôi nói cho nghe thôi, ngày xưa nghe cái thời đó là mấy người mà muốn mấy bà già mà ăn chay nghe, bà phải rửa cái chén riêng. Đồ cái son riêng mà nấu chứ đụng tới là bạn la đúng không? Đúng vậy là nó sai. Cái miệng rửa được không? Cái miệng rửa sạch không? Ờ chứ lại món ăn rồi lấy mình ăn khác bỏ vô. Miễn sao mình có cái tâm. Chén đồ mình bỏ bên tường. Khi ăn mình lấy ra mình rửa. Đang quay được không? Đó nhờ không? Cái đó mình cũng nói luôn. Đúng không? Đang quay được tiếp. Chứ không có là mình nói là mình tu trong tâm nè. Đúng không? Chứ không phải là mình nói là cái ông trời đi chùa về bữa tôi đá cái bàn kia cái bàn mình chút cái lưng mà chữ dễ sợ luôn cao mà sớm nói chứ sao chị đi tu mà chị đi chùa nhiều sao chị giữ vậy? Tại vì biết nhau không gọi do ở mình đây á là mình biết cái chỗ nào nước á tắm á đúng là nó nguy hiểm không á, không nguy hiểm. Ủa cái chỗ đó nguy hiểm hả? Chị do đây rành quế mà. Ủa vậy là cái chỗ bãi tắm nó nguy hiểm? Không có chỗ nguy hiểm mà cả chỗ không. Nhưng mà mình không cho lại chỗ đó. Không cho lại sao vậy? Chỗ đó ở đây là không có bản cấm, tại đâu phải thành phố Nha Trang đâu bản cấm. Ồ mà chỗ đó là cái gì mà không bản cấm á? Nước nó chảy sạch nước lên. Ồ, nước cuốn tròn á hả? Nước lên chảy mạnh. Chỗ nào mà nguy hiểm á thì mình cắt ngang mình biết nói anh em mình là không tắm chỗ đây. Ồ nguy hiểm lắm phải không? Còn nhưng mà cái bãi trong này được đúng không? Đúng rồi, bãi trong đây ok. Bãi trong này ok. Khúc trên này cũng chạy người. Anh nữ ở đây anh em rành hết. Ồ, còn cái bãi tắm đó mình nhìn thấy đẹp nhưng mà tắm không được đúng không? Tắm được. Tắm được bao nguy hiểm. Được mà có chỗ tắm là không an toàn. Có chỗ là tới đó là thiên nhiên nè. Không ai kia ra tắm. Trời mưa đây. Mưa ngoài bè. Trời mưa là có nước luôn. Cái hai cái bình nước nè để hứng nước mưa để xài nè. Đó cái bình này nè, bắt đầu hứng nước mưa chạy xuống, chạy xuống nó vô cái bình này để lấy nước xài rửa chân rồi rửa tay rồi thôi, chứ còn nước nấu thì phải lấy từ trong bờ ra. Là mấy cái bình nước phía trước các cô chú chị thấy á, đó mấy bình nước không màu vàng màu xanh á, là bình đó là lấy từ trong bờ ra. Mưa lớn luôn à, mưa lớn à. Mưa lớn luôn à. Rồi mưa lớn rồi. Thôi là lại bay nha. Chứ nãy mà bay. Mà gặp này thấy tiêu rồi đó. Lại bay luôn rồi. Lấy cái đi luôn. Nó đi luôn á. Ồ. Mưa nước nhưng mà lỡ mà không biết mưa nước á là đi luôn. Ờ sao biết hay vậy? Ờ vậy hả? Ờ. Mưa lớn luôn rồi. Tự nhiên luôn á, ăn ngon lắm á. Vậy mà sao con hào tự nhiên dưới con hào nuôi mình làm sao mình biết? Con hào biết chứ. Con nuôi này nó có sữa. Con tròn gì là tự nhiên nè, mà con dài nó mới nuôi chứ. Không, nhưng mà trong dòng biển tôi biết con hào nuôi với lại cái con hào mà tự nhiên nó là khác. Cái vỏ bên ngoài nè. Con đây là con hào nuôi nè. Hào nuôi à?
Mà nó khác chỗ nào đâu? Con hầu nuôi với này nè, nó sẽ nó dài nó bầu lại. Ờ nó bầu lại. Nó sẽ tròn hơn. Đó. Ừ. Hầu thiên nhiên nó sẽ tròn hơn. Đó đó đây. Hầu thiên nhiên là sẽ tròn hơn. Anh để xác cho mình thì giùm em coi coi. Rồi đúng không? Còn hầu nuôi đây. Hầu nuôi là nó dẹp vô hả? Nó dẹp vô. Ồ. Nhưng cái độ bám nó sao? Cái độ bám nó dở lắm. Cái độ bám hơn. Sau nó không có. Bây giờ là gia đình chuẩn bị về lại bờ. Lên từng em một. Đó. Quay đồ đẹp đây luôn. Dạ. Quay đồ. Ủa quay đồ gì anh? Tôi coi đồ gì vậy? Súng kêu. Ủa gì anh mua hả? Ờ kêu nãy lúc đi rồi mình. Ủa có ghẹ anh bán hả? Ờ chứ sao. Ghẹ. Ghẹ tôm gì để lấy mấy đồ bán gì để nữa. Để gì anh bán cho chị này à? Không đó. Vì vô nhà hàng giao. Cái này là cái tự nhiên hay cái tự nhiên? Cái tự nhiên chứ. Cái tự nhiên hả? Bây giờ mình thả bình oxy, bây giờ mình vô kia mình giao. Đúng rồi. Ok, chắc bây giờ gia đình em đi về lại thành phố Nha Trang. Xin chào cô chú anh chị. Bye bye.